Như mọi người có thể thấy thì phần mở đầu á, là mình mở cái túi đựng quà này nè. Mình tưởng đâu là cái túi nó sẽ bự hơn nhưng mà cái túi này nó hơi nhỏ quá. Nhưng mà thôi chắc cũng được. Mình thấy cái túi giá cũng khá là rẻ nhưng mà xốp bọc rất là kỹ nha. Mới nãy như mọi người có thấy không? Hai miếng giấy to luôn. Mình thấy cái túi cũng đẹp và mình thích cái dòng chữ này nè. Dòng chữ này thì rất thích hợp để mình bỏ quà mình tặng cho cho người mình yêu thương á. Rồi bây giờ thì có túi đựng quà rồi thì đương nhiên là phải có quà đúng không mọi người? Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người cái món quà này. Mình nghĩ là nó cũng ý nghĩa lắm và nó cũng dễ thương lắm. Đây, nó ở đây nè mọi người. Bây giờ thì cùng mình mở ra nha. Chắc chắn đây mọi người thấy không, mặt trước rất là dễ thương luôn, có hình chú gấu dâu nè, mình thấy rất là xịn sò nha. Mình mở ra bên trong cho mọi người xem. Mình nghĩ món quà này thì bạn nữ nào cũng sẽ thích thôi. Cái túi này cũng đẹp nè. Nó thật sự là cầm cái túi này tặng cũng được, cũng ok hơn là cái giỏ quà. Tại mình nghĩ có giỏ quà thì nó sẽ được trân trọng hơn á. Cảm giác như mình trân trọng cái món quà, mình trân trọng người tặng hơn. Rồi đây. Nếu như vậy là mọi người có đoán ra là cái này là cái gì không? Đây là khăn lau mặt và khăn tắm hình gấu dâu. Mua cũng giá cũng ổn lắm mọi người. Nhưng mà mình thấy rất là dễ thương. Đây, có hình cái sticker nè. Để mình bây giờ mình mở ra. Mở ra rồi không biết là mình cột lại có đúng không nữa. Ôi có mặt hình chú gấu dâu nè. Đây là một cái khăn lau mặt nè mọi người. Cũng rất là to nha. Ồ, mình thấy rất là ngon và ok đấy. Có hình chú gấu dâu nè. Một cái màu của gấu dâu luôn. Để mình lấy nét cho mọi người xem. Đây. Rất là đẹp, khăn mịn màng lắm nha. Khăn mịn màng và nhẹ lắm. Mình thấy ổn á, chất lượng ổn. Còn đây là cái khăn tắm, cũng y chang như cái khăn đó thôi mọi người. Mà mình thấy rất là đẹp. Khá là dài và bự luôn nè, mọi người thấy không? Quá trời bự luôn. Mình sợ mình mở ra rồi mình sẽ không biết đường để gấp vô á. Đây, trời ơi, bự quá mọi người ơi. Quá trời bự luôn. Ơi dài dữ, bự dữ lắm, nói chung là rất là xịn, cái khăn xịn quá mọi người ơi, thật sự là xịn lắm, quá là ok. Nè, mọi người coi cái chất khăn nè, nó cái màu này cũng đẹp lắm nha, màu này kiểu như nó sáng á, nhưng mà nó sẽ ít có dơ hơn, nó sẽ không bị dơ, rất là ok. Mình rất là hài lòng với cái sản phẩm này. Đây có mặt hình chú gấu dâu nè. Thật là đẹp đúng không mọi người? Mình nghĩ món quà này bạn nữ sẽ rất là thích. À đây người ta có để cái size nè. Với cái khăn lau mặt á là cái chiều ngang là 35 nè và chiều dài là 75 cm nè, người ta có để nè mọi người. Còn mình xem cái khăn này coi. Ấy chà, khăn này dài nha. 70 nhân cho 140. Ok lắm mọi người. Ngay đây có thêm một cái móc nè. Để dành mình tắm xong rồi mình móc lên.
Rồi sơ sơ chỉ như thế thôi. Hôm nay mình đã gợi ý cho mọi người một cái sản phẩm, một cũng có thể là một cái món quà. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho mọi người nha. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hãy cho mình một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình phải sắp xếp lại mới được. Không biết là cuộc có giống như ban đầu không nữa.